tới nè. Chào anh chị. Kia chị, đây trước hả? Ở đâu tại, Bên kia. Đi quán chị, trời quá đẹp luôn. Ở đâu mà đẹp dữ vậy? Quá đẹp luôn rồi. Ở đâu mà đẹp lồng lộn dữ vậy tí? Trong này có cái bên con dê không đi ra nha. Dạ chó rồi, vớt đi nha nha. Có mắm tôm đây nha. Có mắm tôm đã. Có mắm tôm nha. Đã theo kịp. Nè, bỏ ra có mắm tôm luôn. Đó, còn gì đó, bỏ đâu đấy. Cưng quá, Coi chừng dính nha. Đang kỹ rồi. Ủa, chị Trâm ơi. Hôm nay anh chị tới đây là kiện lấy lại 200 đô hả? Hôm nay sử chung luôn. Sử chung, sử 200 đô luôn hả? Trời ơi, đẹp hơn Hà Thiên Lộn nhiều. Sử chung 200 đô. Sử chung 200 đô luôn. Lộn ghê và chát hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, biết nhỏ nó thời năm trời này về chứ. Đưa 100. Uống vừa anh ơi, uống vừa. Người cô gái đi nhé trên đời. Có chờ nha, có chờ có mẹ địch ta nha. Có bánh đem mà kìa. Con cái máy đó.
Tất chăm tới rồi cô chú anh chị mình yêu thương đẩy view nè cả nhà. Hôm nay là có khá là nhiều cô chú anh chị mình đến đây để ủng hộ Loan Hồng Ngân. Cho có khán giả sẽ chịu không? Lê Minh tới thì Lê Minh cũng vô đây rồi cô chú. Lê Minh tới rồi Lê Minh tới là vô đây. Lê Minh tới dạ ngoài ngoài là do mình ông máy này của bạn kia quay giùm. Dạ quay giùm anh em hỗ trợ nhau ở trong quay để có để chia sẻ cho cô chú. Cô kêu cô đang cùng nhà máy con cho mong cô chú. Cô giống với chị. Chị có cây mình tới. Lê Minh cũng vô. Lê Minh tới. Lê Minh tới. Từ nào anh cũng vô à? Ngồi ngồi em đó. Bây giờ cô chụp. Đây đây chụp. Chị xách vô cho. Em đứng trước giữa luôn đi. Đạo bên đây nè. Mới tới à. Vô xem hả? Chim bài đẹp hơn, người khán giả kêu tới nơi là chim nha MV. Trời ơi. Hồi sáng nha, đây hỏi luôn ở bên trang của tụi em hết á. Phải không? Sức bơi chát. Bên chị đâu có ai coi. Sức bơi chát nhiều nữa. Đang bào quá gì bên. Bào quá gì bên. Em thích được cảm giác súp bơ chát. Đó chỉ cảnh đó. Cảnh đâu? Cảnh đó. Đó đó. Đây cảnh ơi. Mày kia đi vào luôn bên cái này đủ quá. Vui quá ha. Rồi bên này không nha. Bên này không mà là vô đây cưng. Vô đây luôn. Anh tới chưa? Anh Minh tới kìa. Chắc chắn anh Minh ngồi quá nhỏ lắm. Vô đây. Không. Không. Ngồi nè. Không. Không. Cái thằng chịu cái ghế qua bơ chát mà cá. Mày nói không người khác lại gì? Gì vậy bạn thích bơ chát hả? Mặc dù không phải em lại. Ôi kỳ á. Không phải ai này. Bên đây thường em không. Ủa chậm lại rồi đó. Facebook đâu có xem bơ chát đâu mà. Ủa sao Facebook làm gì có bơ chát? Làm sao? Làm sao? Người ta không like YouTube đi cho người ta chát chát. Của chậm hết. Của chậm hết. Vợ đâu vợ đâu bánh kè. Chị nhầm ở chậm kè. Vậy đang đứng mãi vợ lên bên nữa. Chị đưa đây em xin súp bơ chát cho. Từ mở à. Cho súp bơ chát nữa nè. Cảm ơn. Cầm nó cái cầm nó bóng hoa. Cái cây quan ai biết. Ai cầm. Chị bả chị cầm tập chát. Hả? Ai cầm có bơ. Vậy lên mình. Có gì? Chưa vô mà tao ý mãi chưa vô được. Linh nè. Người ta đang chậm này tao nói chuyện. Được 29 đô kìa. Sắp 30 đô. Là mình được 15 đô. Nhưng mà vô đó ta trừ tiền nhiều quá. 15 đô. Tao nói mình nhỏ.
Đúng rồi, hôm nay kênh Tài là khủng bố rồi đó. Tài hồi sáng mấy người báo tin là 8.000, Tài đã mất tin rồi. Sáng mà khán giả báo cáo lại là Tài 8.000 mấy người đang coi. Kinh khủng thiệt. Anh Tâm Sĩ Phú bữa nay xuống xuống sắt với lại anh Tài rồi. Kinh Tài 6 xuống lại. Không có, không có, vẫn like bình thường. Bên kia kìa, bên kia like kìa. Anh Băng, kêu mọi người super chat cho mấy coi. Kìa, được. Tài super chat được 32 đô rồi. 32 đô hả? Ừ, mất 32 à. 32 đô là nhiều hơn bên đây rồi. Không có đâu mẹ ngồi bé mẹ. Không. Đi. Sao gì đổi tới nhà cả nhà.